Chào các em nha. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong tiết số 1 của tuần 7 vở luyện toán lớp 4 tập 1. Và các em nhớ là trên kênh của chúng mình thì chương trình sách giáo khoa của môn toán lớp 4 thầy đã quay chúng ta đầy đủ chi tiết vở bài tập tập 1, tập 2. Trên kênh của chúng mình cũng đã có đầy đủ chi tiết rồi. Các cái đề kiểm tra giữa kỳ 1, giữa kỳ 2, cuối kỳ 1, cuối kỳ 2 thầy đã làm cho các em rất là đầy đủ ở trên kênh, các em tìm để các em học nhé. Và bây giờ thì mời các em mở cuốn này ra, trang số 33 để chúng ta cùng vào tiết học hôm nay. Đấy, như vậy thì đây là tiết học của chúng ta nè. Ta sẽ đến với cái bài số 1 nè. Thì yêu cầu mình là tính rồi thử lại bằng phép cộng hoặc là phép trừ. Vậy thì đây là gì? Chúng ta thực hiện cộng các cái chữ số là có 6 gì? 6 chữ số, đúng không? Rồi chúng ta thực hiện cộng nha. 3 cộng với 2 thì sẽ bằng 5 nè. Đó. 3 cộng với 8 thì sẽ bằng bao nhiêu? 10. 10 mấy? 11. Viết 1 nhớ. Nhớ 1 nè. Nhớ thì chúng ta có thể chấm để chúng ta nhớ, hoặc là các em ghi số 1 ra cũng được nha. 0 này nhớ 1 là 1. Vậy thì 9 nè. 9 này cộng với 1 là 10. Chúng ta lại viết 0 nhớ gì? Nhớ 1 nè. 6 này nhớ 1 là 7, 7 cộng với 7 bằng 14, viết 4 lại nhớ gì? Nhớ 1 nè. 2 này nhớ 1 là 3, vậy thì 4 cộng với 3 là 7. Và 3 cộng với 5 sẽ là 8 nè. Vậy thì kết quả ở đây là gì? Số hạng là tổng, vậy thì giờ chúng ta thử lại nè, thì sẽ lấy cái tổng đó nè. Tức là chúng ta sẽ lấy là 8, 7, 4 nè, 0, 1, 5 nè. Các em trừ đi một trong hai số hạng này, tức là chúng ta muốn trừ số hạng nào cũng được, thì kết quả nó phải ra cái số hạng còn lại, thì nó sẽ là phép tính đúng. Vậy bây giờ chúng ta sẽ trừ đi cái số hạng trên này nhé, hoặc các em trừ số hạng dưới cũng được, tùy theo. Rồi chúng ta trừ đi nè, 3, 4, 7 nè, 9, 3, 3. 9 nè, 3 nè, 3, được chưa? Chúng ta lấy thước, chúng ta kẻ cho thẳng nha. Đây, thầy sẽ kẻ luôn cả cái phép tính ở bên kia nữa. Rồi, chúng ta sẽ trừ nè. 5 trừ đi 3 thì sẽ bằng gì? Bằng 2. Tức là kết quả chúng ta sẽ đúng với cái này. Thì đây là phép tính mà chúng ta gì? Thực hiện đúng nè. 1 không trừ cho 3, phải 11. 11 trừ đi 3 thì bằng gì? Bằng 8, viết 8 nhớ gì? Nhớ 1 nè. 9 thì nhớ 1 là 10 nè, đúng không? Vậy thì 10 trừ đi 10 thì bằng gì? Bằng 0, viết 0 nhớ gì? Nhớ 1. 7 nhớ 1 là 8. 4 trừ đi 8 tức là 14 trừ đi 8. Đúng không ạ? 7 nhớ 1 là 8. 14 nè. À, chỗ này 14 trừ đi 8 thì bằng mấy? Bằng 6 nè. Viết 6 nhớ gì? Nhớ 1. Được chưa? 4 này nhớ 1 là 5 nè. Vậy thì 7 trừ đi 5 thì bằng gì? Bằng 2. Và 8 trừ đi 5 à, 8 trừ 3 bằng 5. Như vậy chúng ta thấy kết quả của phép trừ 526082. Được chưa? Vậy thì đây là phép tính gì? Phép tính đúng. Rồi sang bên này, các em lại thực hiện phép trừ, sau đó chúng ta thử lại bằng phép gì? Phép cộng, đúng không? 0 trừ đi 5, tức là 10 trừ 5 thì bằng 5, viết 5 nhớ 1. Được chưa? 1 này nhớ 1 là 2, vậy thì 2 trừ đi 2 thì bằng 0. Viết 0 nhớ gì? Nhớ 1 không? Không nhớ gì nữa, đúng không? Hết, đúng không? 8 trừ đi 2 thì bằng mấy? Bằng 6 nè. Được chưa? 10 trừ đi 5 bằng 5, lại viết 5 nhớ gì? Nhớ 1 nè. 8 nhớ 1 là 9. 4 trừ đi 9 tức là 14 trừ đi 9 thì bằng 5, viết 5 nhớ 1. 7 trả 1 thì sẽ còn là 6. Đó, vậy bây giờ thử lại, chúng ta lại thực hiện phép gì? Phép cộng, đúng không? Phải lấy gì? Hiệu cộng với gì? Với số gì? Số trừ. Rồi chúng ta sẽ cộng nè. 6, 5, 5, 6, 0, 5 nè. Các em cộng với
số này đúng không? 8 5 2 1 5. Đây chỉ có 5 chữ số thôi nhỉ. 8 nè, 5 nè, 2 1 5. Rồi các em cộng vào, 5 với 5 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 1 nè, nhớ 1 sẽ là bằng 2. 6 cộng 2 là 8. 5 với 5 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 8 nhớ 1 là 9, vậy thì 5 cộng 9 bằng 14, viết 4 nhớ 1. 6 này nhớ 1 là 7. Được chưa? Vậy kết quả sẽ bằng đúng với phép tính trên. Đó, như vậy chúng ta đã thực hiện là gì? Là chính xác. Rồi, sang bài số 2. Tính giá trị của biểu thức. Với A này, người ta cho mình số A bằng 526 này. Số B là 788, vậy thì A cộng B, tức là chúng ta sẽ lấy 526 cộng với gì? Với 788, đúng không? Đó, vậy thì các em ghi nè, sẽ bằng 526 cộng 788. Bây giờ chúng ta cộng bằng bao nhiêu? 6 với 8 bằng 14, viết 4 nhớ 1, 8 nhớ 1 là 9. 2 cộng 9 bằng 11, viết 1 nhớ 1. 7 nhớ 1 là 8, vậy thì 5 cộng với 8 sẽ là 10, 13. Vậy thì kết quả sẽ là 1.310.14. Được chưa các em? Xong. Tương tự như vậy thì ở đây, người ta cho mình A bằng này, B bằng này, vậy thì A cộng B thay vào thôi sẽ là 4.658 cộng với B nè. B này người ta cho là bao nhiêu? 4.238. Rồi chúng ta thực hiện phép tính cộng. 4.658 nè. Đây chỉ có mấy chữ số? 4 chữ số thôi. Cộng với mấy? 6 chữ số đúng không? Sẽ là gì? 4.2. Đây là mấy? 4 chữ số, đây 5 chữ số các em. Chúng ta đặt lại nha. Nhớ là chúng ta đặt phải cho nó đúng, không còn lệch hàng là sẽ là kết quả sai. Được chưa? Cộng nè, 4, 2, 3, 4, 8. Được chưa? 8 với 8 là 16, với 6 nhớ 1. 4 nhớ 1 là 5, vậy thì 5 cộng 5 là 10, với 0 nhớ 1. 6 ở đây là gì? 4, 0 nhớ 1 tiếp. 3 nhớ 1, 2 nhớ 1 là 3. 4 với 3 là 7, sẽ bằng 47.006. 47006. Được chưa? Rồi, và câu B nè. Viết giá trị của các biểu thức vào ô trống nè. Người ta cho mình là hàng ngang thứ nhất là các giá trị của A, hàng ngang thứ hai là các giá trị của B, hàng ngang thứ ba là A trừ đi B. Vậy người ta làm mẫu này, A trừ B, tức là người ta lấy 1701 trừ đi gì? Trừ đi 7 thì sẽ ra bằng này. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện phép tính trừ ở đây, đúng không? Vậy thì các em không cần phải đặt cũng được, đúng không? Ta nhẩm ngay đây, 6 trừ đi 0 thì bằng mấy? 6 trừ 6 bằng gì? Bằng 0 nè, đúng không? 8 hạ 8 nè, 5 hạ 5 nè, và 2 hạ gì? Hạ 2. Đó, rất là nhanh chóng đúng không? Rồi tương tự như vậy, ở đây 7 trừ đi 3 thì bằng mấy? 7 trừ 3 thì bằng 4 nè. 9 chúng ta hạ 9 nè, 7 hạ 7 và 1 hạ 1. 5 trừ đi 9, tức là 15 trừ đi 9 thì bằng mấy? Bằng 6, viết 6 nhớ 1. 3 này 4 trả 1 thì còn 3 hạ gì? 9. Được chưa? Đó, quá đơn giản đúng không? Rồi thực hiện phép tính nhân. Vậy thì A nhân với B, tức là chúng ta sẽ lấy A này nhân với B này. 1 nhân với 7 thì bằng 7 nè. Được chưa? 0 nhân với 7 thì bằng 0 nè. 7 nhân 7 49, viết 9 nhớ 4. 1 nhân với 7 là 7. 7 nhớ 4 là 10, 11. Được chưa? Rồi tương tự như vậy. 6 nhân 6 36, các em viết 6 nhớ 3. 8 x 6 48, 48 nè, nhớ 3 nè, bằng 51, viết 1 nhớ 5. Này nhớ 5 nhá.
5 x 6 30, 30 nhớ 5 là 35. Viết 5 nhớ gì? Nhớ 3. Đó. 6 x 2 12, 12 chúng ta nhớ 3 sẽ là 10, 15. Được chưa? Rồi tương tự như vậy các em cứ thực hiện. Các em có thể dừng video các em làm sau đó đối chiếu thôi. 3 x 7 bằng 21, viết 1 nhớ, nhớ 2. 9 x 3 27, nhớ 2 là 29. Viết 9 nhớ gì? Nhớ 2. 7 x 3 21, 21 nhớ 2 là 23. Được chưa? Viết 3 nhớ, nhớ 2. 3 x 1 là 3, 3 nhớ 2 là 5. Được chưa? Rồi. 5 x 9 45, viết 5 nhớ gì? Nhớ 4 à. 4 x 9 36, 36 nhớ 4 là 40. Thì lại viết 0 nhớ, nhớ 4. 9 x 9 81, 81 nhớ 4 sẽ là 80, 85. Được chưa? Rồi, bây giờ lại là A chia cho B. Vậy thì 1701 giờ chia cho 7 thì chúng ta phải đặt phép tính nào. Đây. 1701 các em chia cho mấy? Chia cho 7 nè. 17 chia cho 7 thì được mấy? Được 2. 2 x 7 bằng 14 nè. 17 trừ 14 thì còn 3, hạ 0. 30 chia cho 7 thì được mấy? 4 đúng không? 4 x 7 28. 30 trừ 28 thì còn dư 2, hạ 1. 21 chia 7 bằng 3, 3 x 7 2, 21 hết đúng không? Vậy thì sẽ là 2, 4, 3. Được chưa? Rồi, sang phép chia thứ 2 nè. 2, 5, 8, 6 nè. Các em chia cho 6 nè. Thì 25 chia cho 6 thì được 4 đúng không? 4 x 6 là 24 nè. 25 trừ 24 thì còn dư 1 nè. Hạ 8, 18 chia cho 6 được 3. 36, 18 trừ 18 bằng 0. Hạ 6 nè, 6 chia 6 bằng 1. 1 x 6 là 6, 6 trừ 6 bằng 0. Như vậy đây sẽ bằng bao nhiêu? 4, 3, 1. Được chưa? Rồi, và chúng ta thực hiện phép tính chia tiếp theo. 1, 7, 9, 7 các em chia cho 3. 17 chia 3 thì được mấy? 5, 5, 3, 15 còn dư 2. Hạ 9, 29 chia cho 3 thì bằng 7, 8 đúng không? Bằng 9 đúng không? 9 x 3, 27 thì còn dư 2. Hạ 7 xuống, 27 chia cho 3 tiếp tục bằng 9. 9 x 3, 27, 27 trừ 27 bằng 0. Và kết quả sẽ là 5, 9, 9. Được chưa? Rồi phép chia cuối cùng. 9, 4, 5. Các em chia cho mấy? Chia cho 9 nè. Thì 9 chia cho 9 thì được 1. 1 x 9 là 9. 9 trừ 9 bằng 0. Hạ 4 nè. 4 chia cho 9 thì được 0 nha các em. Nhớ chỗ này nhé. 0 x 9 là 0. 4 trừ đi 0 bằng 4. Hạ 5. 45 chia 9 bằng 5. 5, 9, 4, 5 bằng 0. Như vậy kết quả đây sẽ là 1, 0, 5. Đấy, xong nha. Rồi, sang bài số 3. Một cái hình chữ nhật có chiều dài A, chiều rộng là B, và hai cái anh này sẽ cùng đơn vị đo. Hãy viết công thức tính chu vi P và diện tích S của hình chữ nhật. À, vậy thì cái này phần lý thuyết thôi, chúng ta nhớ rồi đúng không? Chu vi của hình chữ nhật này, chu vi này, ký hiệu là gì? P đúng không? Đó. Thì sẽ bằng gì? Chiều dài cộng với chiều rộng là B, cùng đơn vị đo nhân với gì? Nhân với 2. Đúng không? Đấy. Được chưa nào? Rồi, vậy tiếp theo sẽ là gì? Diện tích này. Diện tích của hình chữ nhật ký hiệu là gì? S. Thì sẽ bằng chiều dài nhân với chiều rộng cùng đơn vị gì? Vị đo. Được chưa? Quá đơn giản nhé. Rồi, sang bài số 4. Tôi hỏi tính bằng cách mà thuận tiện nhất. Vậy thì chúng ta thấy 47, 165, 63, 35. Vậy thì các em nhìn thấy đây nè. Cái phần đơn vị này, đây là 7 nè, đây là 5 nè, đây là 3 nè, đây là 5 nè. Vậy thì chúng ta phải áp dụng tính chất gì? Giao hoán của phép cộng.
khi chúng ta đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng sẽ không thay đổi, đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ nhóm nó vào nè. Đưa cái anh 47 nè, 47 nè, với cái anh này 63 nè, tức là anh quay này có hàng đơn vị sẽ là tròn trục, đúng không? Đấy, cộng vào nhau. Được chưa? Cộng với 165 cộng với bao nhiêu? 3 35. Đó, các em đưa vào một nhóm. Rồi như vậy ta cộng vào đây, 73 bằng 10 với 0 nhớ 1, đúng không? 6 với 4 là 10, 10 nhớ 1 là 10, 11. Đó, bên này chúng ta cộng vào, 5 với 5 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 3 này nhớ 1 là 4, vậy thì 6 với 4 bằng 10, đúng không? Lại viết 0 nhớ gì? Nhớ 1, 1 này nhớ 1 là 2, đúng không? Được chưa? Vậy thì cộng hai cái anh này vào thì sẽ được kết quả bằng bao nhiêu? 200 cộng với 110 thì sẽ bằng 310. Được chưa? Đấy, dễ như là ăn kẹo kéo thôi, đúng không? Rồi, sang bài số 5. À, câu B nữa các em ạ. Rồi, chúng ta lại còn câu B. Thì cũng giống như câu A thôi, chúng ta cũng áp dụng tính chất gì? Giao hoán phép cộng, các em đưa về các nhóm thôi. Vậy thì chúng ta sẽ cộng luôn nhá. 11 nè, cộng với chi 19 nè, được chưa? Rồi cộng với nè 12 nè, các em cộng với bao nhiêu? 18, được chưa? Cộng với 13 thì chúng ta lại nhóm với bao nhiêu? Với 10 gì? 17 nè, đúng chưa nào? Rồi cộng với 14 nè, các em lại nhóm với bao nhiêu? 10, 16. Như vậy thì chỉ còn lẻ mỗi cái anh 15 ở ngoài cùng, chúng ta cộng với 10, 15. Đấy, giờ nhiệm vụ chúng ta cộng những cái này vào. Thì đây xem bao nhiêu? 3 gì? 30 nè. Cộng với 3 gì? 30. Cộng với 3, 30. Đúng không? Cộng với gì? 30 tiếp nè. Rồi cộng với 10, 15. Đúng nè. Rồi chúng ta cộng vào. Vậy thì các em có thể thực hiện nè. 1, 2, 3, 4. Vậy thì 30 nhân với 4 thì nó sẽ bằng bao nhiêu? Nè, 30 các em nhân cho 4 nè, thì sẽ bằng bao nhiêu đây? 100 gì? 2, 20. 120 các em cộng với 10, 15. Được chưa? Thì sẽ là bao nhiêu? 135. Đấy, cách mà chúng ta tính nhẩm là như vậy nhé. Xong nha. Rồi sang bài số 5. Đố vui. Tìm giá trị lớn nhất. À, lớn nhất nha các em. Của cái biểu thức A cộng với B đây nè. Đó, làm sao mà cho nó phải là gì? Lớn nhất nè. Biết A và B là số, có hai chữ số. À, nếu mà A và B là số mà có hai chữ số, vậy thì A mà số có hai chữ số thì sẽ là gì? Lớn nhất. Số có hai chữ số, hai chữ số lớn nhất sẽ là số nào các em? Sẽ là 99 thôi, đúng không? Vậy thì lớn nhất ở đây thì sẽ bằng gì? 99 này cộng với 90 gì? 19, đúng không? Đúng nè. Vậy thì 9 cộng 9 bằng 18, viết 8 nhớ 1. 9 này nhớ 1 là 10, vậy thì 9 cộng 10 là 10, 19. Vậy thì giá trị này sẽ là 198. Đấy, đố vui mà. Nên các em chỉ cần nắm được mấu chốt ở đây, số có hai chữ số lớn nhất thôi. Được chưa? Rồi, chúng ta đã thực hiện xong cái tiết số 1 nhé. Và các em đừng quên chia sẻ video của mình đến các bạn đang học ở trong lớp trong trường, bởi nó là miễn phí. Bye bye.